Cái gì mà giờ này chưa ai tới, chờ hẹn hò gì mà chán dữ. Cho em ly trà đá chị ơi, bạn em nó hơi lâu. Ê, tôi không cần bạn phải nói nhiều, nhưng mà tôi cần bạn là phải trả tiền bữa ăn ngày hôm nay, tại vì bạn tới rất trễ. Rồi, được, cái đó là chấp. Tôi biết trời mưa, tôi có thể thông cảm với bạn chuyện trời mưa, nhưng cái ý thức cái đó quan trọng hơn. Khoan khoan, nhưng mà hôm nay rất là bất ngờ nha, mình không nghĩ bạn lại tới sớm như vậy luôn. Cảm ơn, không cần phải bất ngờ, đó là thói quen của tôi. Thật ra cái chương trình ngày hôm nay á, và cái quán này á có tên là quán ăn hạnh phúc. Thì giống như là tụi mình á, thì gặp lại mình đang cảm thấy rất là vui hạnh phúc đúng không? Thì bây giờ mình không biết sẽ có những món ăn gì trong ngày hôm nay, chương trình sẽ sắp xếp như thế nào, thì để đợi coi trợ lý cũng như là sao là mình không được chọn bằng menu hả? Có nghĩa là menu sẽ không có cụ thể mà sẽ là đi theo cái cảm xúc cũng như là những cái gì mà mình cảm thấy. Rồi chủ quán vui thì ăn sao? Thì vui thì sẽ cho mình ăn ngon, còn chủ quán buồn thì sao? Buồn thì chắc sẽ là những món ăn cũng ngon nhưng mà nó sẽ mang một cái tâm trạng gì đó đặc biệt. Đi đâu vậy? Trời ơi, đâu mọi người. Anh Phong thì hồi nãy em có thấy anh từ xa, chắc anh mới tới, còn Trực là tới sớm hơn đúng không? Tao ngồi từ 6 giờ chiều hôm qua. Giỡn hoài. Không hỏi thì tới lâu chưa, ngồi chờ lâu chưa? Cũng tiếng mấy. Ủa tiếng mấy sao hồi nãy? Sao nãy giờ mình không thấy? Tôi tới đây 3 tiếng rồi. Tôi ngồi đằng góc kia không thấy. Sao? À, mặc cái áo dính vô cái tường không có thấy. Nãy thấy cái đầu không à. Đấy, ngồi từ xa thấy cái đầu không mà nhìn. Nói vậy. Thôi. Ok, trước khi mà chúng ta có thể giao lưu sâu sắc hơn, thì xin phép cho Quốc Khánh. Lulu. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Chương trình của chúng em được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đây là hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thấy rất là vui khi mà gặp lại Trực nè, cũng như là Khánh, và biết thêm em là trợ lý của Khánh trong chương trình ngày hôm nay. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em tên gì? Em tên là Rulu. 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 Tên thiệt không ạ? Dạ, tên thiệt. Ủa? Rulu. Vậy em là người gốc ở đâu? Em là người gốc Hoa. Em là người Hoa. Đây là một chuyên gia ẩm thực chúng tôi mời từ nước bạn về. Cứ gọi cô ta trên tên là Chen Rulu, nhưng mà cứ gọi là Lu thôi. Nhưng mà đặc biệt là kêu một lần thôi, đừng kêu Lu quá nhiều. Nãy giờ anh cứ tưởng là Rulu là viết tắt của mấy cái từ kiểu như là ruộng lúa. Không, không có ruộng lúa. Phải không? Không ruộng lúa hả? Không có ruộng lúa. Không có ruộng lúa gì ở đây. Nó quá dài lắm. Thôi mình bỏ qua cái chuyện này, mình tới đây là mình ăn đúng không ạ? Ok. Mình ăn đúng không? Tới đây là mình ăn và xin tự giới thiệu là tôi là chủ quán, không phải là chủ quán này. Em là một doanh nhân thành đạt. Em có một cái quán ăn gọi là quán ăn hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay là một cái số đặc biệt. Em muốn mời hai người tới đây để sao? Chúng ta trải nghiệm những cái quán ăn khác ngoài quán ăn của em, nhưng mà chúng ta vẫn có cảm giác hạnh phúc. Tôi có nghĩa là Khánh là chủ xì ngày hôm nay. Đúng vậy. Vậy thì tại sao đi trễ? Anh đã nói rồi. Thật ra là ở ngoài Trực cũng thấy mưa hơi nặng hạt. Có một hạt mưa khá là nặng hạt rớt vào đầu Khánh. Máy quay trễ ra ngoài giùm em à. Không có một giọt mưa nào. Đã tạnh rồi. Trực ơi, mưa đã tạnh thì lòng người nên nguôi đi nha. Thì hôm nay tất nhiên là chúng ta sẽ ăn rồi. Và chúng ta sẽ cùng ăn và cùng trò chuyện với nhau. Thật sự thì bình thường người ta tới nơi của em thì người ta phải làm cho em vui à. Tại vì đâu phải tự nhiên mà chúng ta mời nhau ăn đúng không? Bình thường chúng ta ra ngoài ăn đó giờ em với anh Phong hoặc là em với Trực, hoặc chúng ta hồi xưa học trong trường sân khấu thì chưa đi ăn bao giờ. Ăn là chúng ta chia, chứ dù có ăn cũng phải là chia tiền. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay rồi, đặc biệt là mọi người tới đây là em khao hết. Khao luôn. Miễn dạ. Phí. Ok, hiểu, nhưng mà bây giờ phải làm gì cho Khánh vui á. Đúng rồi, nhưng mà phải làm cho vui, nhưng mà thật sự không, hôm nay tới đây gặp mọi người là vui rồi. Vui tiền không? Vui gì không? Vui quá trời. Không hề giả chân đúng không ạ? À? Đúng không? Đúng không? Vui không ạ? À? Vui. Vui. Ủa nhưng mà không thử thách thiệt hả? Thử thách cái gì? Chúng ta bỏ qua cái phần thử thách. Hôm nay là người quen, chúng ta không thử thách nhau. Chúng ta đây là ăn, mọi người có đồng ý không ạ? À? Được rồi. Và chúng ta hãy lên món đi nào. À, trước mặt chúng ta là một món ăn
không thể nào mà không quen thuộc hơn. Đó là món bún bò Huế. Người mà nấu lên món bún bò Huế này là một cái chị người gốc Huế. Gốc Huế. Không, mình nhìn cái tô nè. À, cái cách trang trí cũng như là mình thấy không? Đúng rồi, cái nét rất là Huế. Và chủ đề của chúng ta, quán ăn hạnh phúc ngày hôm nay cũng là những món ăn về Huế. À. Thì chúng ta phải ăn liền. Phải ăn liền. Để nguội thì chúng ta phải ăn liền. Đấy là để lâu có nướng nguội. Ok. Mình nói tắt xíu. Đầu tiên là chúng ta không thể nào mà thiếu sa tế được đúng không? À, cảm ơn trực. Rồi. Ok, mời mọi người nha. Mời mọi người. Nhưng mà trước tiên là thấy cái nước rất là trong nè, cái ván mỡ ở trên rất là mềm. Cái màu đẹp nè. Cái nạm thịt bò rất là vừa mềm vừa có gân á, nên cảm giác nó không bị ngán. Và cái bò này là 100% bò cỏ luôn. Có cái vị ngọt. Bò có ngọt thanh. Nhưng mà bò rất là mềm á. Được nghĩ là cái này người ta ninh lâu lắm rồi á. Và đặc biệt là thường thường á, em nghĩ nha anh Phong, nếu như mà anh ăn bún bò Huế nhiều anh sẽ đấy mà cái cục này là mình nhiều người ta gọi là chả hoặc là mình hay gọi là cái cục mọc, người Việt Nam mình gọi là cục mọc. Đúng rồi. Đặc trưng hay không mà cái này nè. Chất lượng quá nhỉ. Chất lượng đó. Sao ai cũng kiểu nó không nói nên lời á. Cái màu nó trông có màu vàng. Hình như có cua. Cua đúng không? Có cua đúng không ta? Mà ăn bún bò thì mọi người có thể thử kết hợp với ly sữa đậu nành kế bên. Nó sẽ béo béo nhẹ nhẹ. Đúng. Thơm. Những món tiếp theo liên quan tới Huế như thế nào? Cho anh đoán được. Anh đoán đi. Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh cơm hẹn, mì hẹn. Rồi cái đặc biệt nhất của Huế nha, đó là chè bột lọc mà héo quấy. Cái món đó vừa ngọt mà vừa mặn nè. Nhưng sẽ có một số người họ sẽ không có quen cái mùi vị đó. Để biết đáp án như thế nào thì chúng ta hãy bưng món ra và chúng ta sẽ nói chuyện về nó. Và đặc biệt là bảo đảm là sẽ khác với những món mà chúng ta thường hay ăn. Yeah. Rất là nồng nàn hương vị xứ Huế. Đúng rồi, thấy hến là thấy hương vị. Cũng có đúng mấy cái món mà nãy giờ mình đoán. À, có bánh bột lọc. Và đầu tiên chúng ta sẽ ăn một cái món có một cái tên luôn là dấu chấm hỏi của bao thế hệ. Đó là bánh nậm. Nậm. Bánh nậm. Nậm. Nậm hay nậm? Nậm. 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 Sâu bên trong nó là nước mắt. Như ai cũng nước mắt. Sâu bên trong nó là một cái sự tinh tế thú vị. Đây em mời anh. Ok. Kính lão Đắc Thọ. Trời nói gì mà. Ok. Đi first thì bên đây là kính lão Đắc Thọ nữa. Rồi. Bên đây là tình bạn xin không tự gấp đi ai. Rồi, gấp rồi. Cảm ơn. Rồi đó. Nè mọi người nhìn đi. Tôm đúng không? Tinh tế. Trong tất cả những món ăn Huế, Thanh thích ăn bánh nậm nhất. Tại sao? Cái vị của nó hơi giống bánh giò, nó làm cho chúng ta liên tưởng tới bánh giò. Đúng rồi. Trời. Hai cái đó nó rất là thơm, ăn cực kỳ hợp, với lại cộng thêm cái nhân của nó nữa là tôm. Thật ra thì anh ăn hết rồi. Anh quên cái mùi luôn rồi hay gì? Thành phần nó gồm có tôm nhưng trong đây anh thấy có kiểu thịt, một chút thịt. Với lại có một chút thịt, với lại chút thịt mà cũng mỡ, có miếng mỡ trong đó đó. Kiểu nó ba rọi thì ăn nó mềm, nó sực sực. Không biết mọi người ăn có giống em không? Mình sẽ ăn một cái dĩa. Trong đó có bột lọc nè, có bánh bèo, có bánh bột, có đủ thứ bánh. Bánh ít trần. Bánh ít trần, dạ. Yeah. Chan nước cốt dừa lên, sau rồi chúng ta sẽ ăn với lại nước mắm. Nước mắm, dạ. Yeah. Nhưng mà trong tất cả những món đó em thích nhất là bánh bột lọc. Kỹ
cái bánh bọc lọc mà mình hay ăn ở miền Nam á, cái hình dạng nó khác bánh bọc lọc này nha. Đây đúng là rồi, bánh bọc lọc miền rồi. Trung. Đúng rồi, thậm chí có một số nơi họ chấm cái nước mắm nó sẽ hơi mặn hơn là cái nước mắm ở miền Nam mình ăn tí xíu. Miền Nam mình thì nước mắm nó sẽ ngọt ngọt hơn, thanh hơn. Nhưng mà đố Khánh, cái này là bánh lọc trần hay là bánh lọc lá? Lọc lá với lọc trần là có hai loại luôn hả? Có hai loại. Vậy hả? Ừ. Không biết. Cái này là bánh lọc lá. Tại Khánh lấy bốn cái góc nó dẹp xuống mà nó đều nhau không? Được xếp lại. Và mọi người biết không, cái món ăn này á, em nhớ là cái thời ngày xưa còn nhỏ em đã ăn rồi. Cho nên em nghĩ là món này không những là người lớn ăn mà con nít cũng rất là dễ ăn. Và cái món này chúng ta ăn từ từ, ăn phải không phải ăn no nha. Đó là lý do tại sao những cô bán bánh bèo, cô bán buổi chiều của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Cái giờ xế xế. Đúng rồi, cái giờ xế xế đó, cái giờ mà chúng ta mà ăn học đồ đó. Vừa muốn ăn mà vừa không muốn ăn đó, thì chúng ta sẽ ăn một cái phần bánh bọc lọc hay là bánh bèo. Nó sẽ phù hợp với những cái thời điểm là món ăn xế không? Bây giờ chúng ta tạm để đồ ăn vào một bên. Không, chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình dành riêng cho hai khách mời. Và thử thách sau đây. Và sau đây, trò chơi của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc của chúng tôi rất là đơn giản. Mỗi ly dành cho mỗi người. Và trong mỗi ly chúng ta có một số câu hỏi cũng khá là đặc biệt. Và nhiệm vụ của từng người là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Và đáp án đúng hay sai, hoặc là hợp lý hay không, tất cả mọi người trên bàn sẽ là giám khảo. Ok. Bây giờ... Và kể cả người chơi luôn. Đúng. Ok. Vậy thì ai sẽ là người trả lời trước à? Ai cũng được hết á. Nhưng mà anh thấy có dĩa chanh ở đây. À quên, dĩa chanh ở đây là gọi là một phần thưởng thôi chứ không phải hình phạt. Một phần thưởng nho nhỏ. Tại vì ở đây chúng ta có anh Phong là ngày xưa cũng học về y, cho nên anh Phong cũng biết ít nhiều tác dụng của chanh. Khi mà đưa vào miệng chúng ta sẽ bổ sung rất nhiều vitamin C, cũng như là điều tiết vị, chúng ta ăn ngon miệng hơn, đúng không ạ? Cho nên chúng tôi gọi đây là phần thưởng. Tỉnh táo hơn nhiều. Cái này sẽ tỉnh táo cho giống như là câu hỏi đầu tiên thì được thưởng chanh. Và nếu như anh Phong trả lời câu hỏi đúng hoặc là hợp lý, okay, thì Trực sẽ là người ăn. Và ngược lại cũng vậy. Ok. Các bạn nắm trò chơi chưa? Nắm. Nhưng mà trong này sẽ còn có một cái phiếu trắng. Phiếu trắng là một đặc quyền luôn. Nếu như mà anh lấy lên một cái phiếu trắng thì hai MC sẽ ngậm chanh. Không có đâu, dạ, đâu dễ dàng không. Gì vậy? Thì người đối diện. Đúng. Người đối diện sẽ phải ăn chanh. MC chúng tôi là những vị giám khảo công tâm. Thấy không có công tâm lắm. Nếu như mà một trong hai người có phiếu trắng đi, đúng không? Thì hai người MC ngậm. Thôi trời, như giờ như thế này. Tại vì nè, hồi nãy Khánh ok nói ok là... cũng đồng ý, nhưng mà nếu như anh Phong là người bốc phiếu trắng thì Quốc Khánh sẽ là người ăn. Đúng rồi. Lại Trực bốc phiếu trắng thì Lu sẽ là người ăn. Đúng rồi. Ok rồi. Okay, rồi. Nói vậy sẽ hay hơn. Bắt đầu có tương tác hơn đúng không? Okay. Đúng là học y tính toán rất là chi li nha mọi người. Rồi. Chơi đi. Trực trước đi ha. Ok, à. Trước. Bạn có khoảnh khắc nào cười lớn nhất trong cuộc đời? Cái nụ cười lớn nhất trong cuộc đời hả? Chắc có lẽ là cái lúc mà Trực thi đậu vô trường đại học sân khấu điện ảnh á. Cái thời điểm đó Trực cũng có rất là nhiều những cái áp lực từ gia đình nữa. Thì gia đình không có cho mình theo nghề đó. Nhận được kết quả mình đậu xong, cái Trực chạy ra ngoài nhà hát thành phố, xong đứng ở đằng sau tự nhiên ngồi tự cười khúc kích, xong rồi cười phá lên vậy á. Mọi người đi ngang thì tưởng là mình bị khùng, nhưng mà thật ra là mình đang cảm thấy mình rất là hạnh phúc với những gì mà mình mới đạt được. Dạ. Mọi người thấy câu trả lời như thế nào? Thật ra nó rất là kỹ và chi tiết luôn. Nói chung là đồng cảm với Trực, nhưng mà có vẻ như câu trả lời cái tâm lý nó hơi gắt, cho nên phù hợp với miếng chanh hơn. Nó sẽ nhả lại. Nó sẽ nhả lại cái tâm lý hơi gắt đó. Rồi. Ba người đều đồng ý đúng không? Mời Trực ạ. Ủa vậy là Trực vẫn phải ăn. Một phần thưởng thôi. Cầu trời tôi bóc được cái phiếu trắng nha. Không nên cầu phòng bóc đó. Ăn đi cười hoài. Anh nuốt luôn hả? Phải nuốt đúng không? Ok, giờ đến Phong luôn ha. Rồi, để Phong. Hy vọng là nó sẽ... Cái gì vậy? Trắng không? Đây là phiếu trắng. Trời ơi em! Không phải một miếng. Còn là ba miếng. Mời Trực chơi vòng nữa. Mời Trực, bóc tiếp. Phải bóc được cái trắng nha. Bệt quá. Có khi nào ba phiếu trắng không ta? Yeah. Vui quá, mình hơi bị vui quá đúng không? Lu con nãy giờ Lu rồi, người con nhất ở đây. Mời Lu, người con gái duy nhất của đội mình. Trời tưởng anh Phong đây để anh ăn thì mến. Lấy cho em. Tưởng Phong ga lăng lắm. Rồi, đây là vòng cuối cùng của Phong. Bạn nghĩ mình sẽ ăn cùng một món mỗi ngày được không? Cùng một món mỗi ngày hả? Cùng một món mỗi ngày được bao lâu? Thật ra thì anh rất là thích ăn canh chua với là cá kho tộ. Anh ăn bao nhiêu ngày là đủ? Như 5 ngày luôn á. Có khi là 1 tuần á.
thì mình ăn vẫn được đúng không? Đúng rồi, tại vì thật ra món đó không dễ ăn. Ăn chanh. Đúng rồi, ăn đi. Không, 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 không. Khoan, để chúng tôi đợi hội hội đồng giám khảo. Nói chung là ở đây là coi chực là không đồng ý về vấn đề này. Đúng vậy. Đúng cứng. Còn tại vì Phong đã tâm sự với tôi. Đúng rồi. Bây giờ Lu có đồng ý với đáp án của anh Phong không? Nghe thì cũng hợp lý, nhưng mà ba người ăn chanh bỏ người thì cũng thế kỳ. Thì cũng kỳ đúng không? Thật ra thì anh vẫn ăn kỳ. Anh rất là thích ăn chua, cho nên chanh thì việc đó rất bình thường. Vậy thì Phong không nên ăn cái dĩa này, chị cho em một trái chanh miên. Thôi em cứ mời anh vậy. Mình ăn cho lâu lâu được. Tại sao mình ăn cho cái chanh nó phá hết những cái mùi cái mùi mình bắt đầu ăn. Bắt đầu ăn. Không, không, chanh nó phá luôn cái vị giác của tôi. Ừ, dạ, phá luôn rồi. Đắng ghét. Bây giờ mình sẽ ăn nem lụi cuốn bánh tráng. Phong cách ăn rất là đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, đó chính là cuốn. Mời các bạn cuốn. Nghe nói là nhìn cái cuốn của cái người ăn là chúng ta sẽ đoán được tính cách người đó như thế nào. À, anh sẽ lấy cho em. Cuốn cho em luôn. Đây, nói đùa vậy thôi chứ mỗi người chúng ta sẽ có một cái cách cuốn riêng. Có một người thì người ta thích ăn bún thì người ta sẽ bỏ bún nhiều. Tiếp theo mình sẽ... Bây giờ thấy cái đồ chua. Cái là ngon. Đồ chua là đu đủ là... cà rốt. Ồ, cái cuốn đẹp nhờ, con gái mà cuốn như vậy là đẹp hơn con trai rất là nhiều đó. Cái cuốn là nó ra rất là nhiều xíu. Nhưng mà cho anh hỏi cái này thì mình sẽ ăn là cái gì nãy giờ không thấy. Đây, chúng ta có một cái hũ kế bên. À, okay. Đó. Rồi, chúng ta đưa cái cuốn chúng ta lên. Đây. Đó. Rất là đẩy đà. Cái cuốn của Trực thì Khánh không đánh giá, cái đó là để khán giả xem đài người ta đánh giá. Rồi mình mời mọi người, mời mọi người. Ok. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Bơ đậu phộng. Thì một số người họ lấy đậu phộng xay thật sự của họ làm luôn. Nhưng mà em coi là bơ đậu phộng rồi một tí xíu bột. Bột xong rồi chúng ta nêm nếm nước bột á cho nó sệt. Sệt lại xong rồi chúng ta nêm gia vị vào. Cái chạo hả? Cái này gọi là cái chạo đúng không? Nem. Cái nem thì nem. Nó thơm. Tên lên đi. Bỏ miếng sa tế vô. Anh theo anh nghĩ á, cái này sẽ có ốc bu. Thịt gì? Thịt bằm. Cho Khánh được phép ăn nguyên cây để mình cảm nhận rõ hương vị nha. Ok ok. Sao ngon không? Ngon nhưng mà cay. Đúng rồi. Nhưng mà cảm giác nó khá là đã. Đúng rồi, đúng nó rồi. Hơi toát mồ hôi một chút xíu. Dạ dạ dạ. Sao ạ? Ngon. Có cảm nhận được cái vị sâu sắc của nó không? Bình thường á, khi mà ăn một cái nem hay là người ta gọi là chạo như thế này thì cái điều đầu tiên là cảm nhận thấy cái mùi xả. Nhưng mà cái mùi ở đây á, nó có cây xả nhưng mà cái mùi đặc trưng nó không phải là mùi xả. Nó là một cái mùi gì đó kiểu rất là thoang thoảng, và nó cái này là đặc trưng của đồ ăn miền Trung. Lúc nãy thì chúng ta ăn ốc rồi thì chúng ta ăn hến luôn cho có nguyên sổ hến. Mời mọi người. Hến xúc bánh đa mà. Hến xúc bánh tráng. Tại vì trong đây là nó đã có gia vị rồi đúng không? Nhưng mà cái món này đặc trưng anh ăn á, cảm giác không quen đúng không? Lần đầu tiên mình thì vậy thì mời Trực, mời Trực. Trực có cần tự ăn được Khánh đúc rồi. Khánh đúc. Lần đầu tiên đúng không? Khánh đúc mình ăn. Khánh đúc. Đó, đơn giản thôi Trực ạ. Ok. Nhưng mà mình có chấm gì không? Không cần chấm. Trong đây có hành. Có nghệ. Nhưng mà anh ăn cái này anh thấy cay như là cái lần đầu tiên ăn. Không cay, anh nghĩ là có thể là củ hành với lại hành tím ấy, với lại ớt bỏ vô đây để ắt cái mùi tanh của hến đi á một phần thôi. Cái phần ác đi cái mùi này nhiều. Nhưng mà được nghe trong đây là mùi nghệ đúng không? Có mùi một chút nghệ và bơ. Đặc trưng của người miền Trung là hình như là rất là nhiều món có nghệ trong đó. Đúng rồi. Như thế nào ạ? Cái lá đó không phải để trang trí đâu. Cái thơm. Cái lá đó là rất là đặc biệt cho cái món ăn này luôn á. Cho mình để hơi lâu cho bánh tráng nó giòn lắm á. Ăn vô rất là dậy mùi. Đúng rồi. Thơm.
Nhưng mà tại vì á, hến này là nhìn thấy không, những con nhỏ nhỏ gì á, không biết là mọi người làm sao để lấy ra nó. Cách đó anh gỡ thắc mắc vậy Phong, gỡ như nghêu vậy. Ủa từng con rồi. Đúng từng con xíu vậy luôn. Đúng rồi, bởi vì không hỏi có anh thắc mắc hay hay đó vậy. Không biết con hến này mình làm sao. Thì nở ra mấy con này rớt xong rớt xuống cái thang. Nghe logic ha. Nghe logic. Luôn cũng không biết. Cũng có thể. Cũng hợp lý. Nhưng mà thôi đến đây rồi thì thêm một phần quà nữa. Ồ, phần quà nữa hả? Lên món à? Đó không, quà này tráng miệng. Quà này dành cho tụi em thôi. Đó là tụi em sẽ xin một tấm hình. Ok. Và có chữ ký của hai anh. Đây. Như thông lệ chương trình của chúng tôi đến đây mời hai vị khách mời thường sẽ không phải tặng cho họ máy chụp hình như chúng tôi. Ba, hai, một, cha đa. Tấm hình của chúng ta đây. Và sau đây chúng tôi xin mời trực của chúng ta. Dạ. Yeah. Cho quán ăn chúng tôi xin một chữ ký được không ạ? À? Nhưng mà bây giờ giờ phải để ở đâu để ký? Để lưng tôi nè. Nhiệt tình quá. Hồi nãy đó, Khánh cho mượn được đúng không? Nhưng bây giờ chẳng lẽ dướng qua đó? Đây nè, đây nè, rồi, rồi. Ok, biết điều quá bạn. Áo mới mua. Dễ thương quá. Đây nè quý vị, đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của quán ăn hạnh phúc của chúng tôi. Ngày hôm nay có mặt hai vị khách mời rất là dễ thương, đó là diễn viên Huỳnh Thanh Trật và diễn viên Trần Phong. Hai người bạn của chúng tôi có thể nói cảm xúc của mình ngày hôm nay được không ạ? Ngon. Thì tới đây mình ăn là biết ngon rồi. Rất là vui, nãy giờ ngồi đây ăn. Cái cảm giác ôm lại kỷ niệm với Khánh đó, nó rất là dễ thương ha. Bình thường coi Lu thì nghĩ là chắc là Lu cũng chỉ là một cái người mà có cái khả năng trải nghiệm và nếm món ăn giỏi thôi. Nhưng mà không ngờ là Lu cũng có cái khả năng là phân tích từng cái nguyên liệu ở trong món ăn đó cực kỳ tốt. Mình cực kỳ thích. Và hy vọng là chương trình của mình sẽ ngày một phát triển hơn, mạnh mẽ hơn. Khi mà Phong á, nghe bên chương trình mời Phong và Trực để trải nghiệm những món ăn thì Phong chỉ suy nghĩ là chắc là đến đó thưởng thức món ăn rồi chia sẻ này nọ thôi. Nhưng mà khi mà qua đây thì mình cảm thấy là thật ra Việt Nam mình có nhiều nét đặc trưng qua món ăn rất là nhiều. Và rất là vui khi mà gặp lại Khánh cũng như là biết đến Lu. Và thật ra thì nếu mà hồi nãy Trực nói á, nếu mà chương trình mà phát triển mạnh mẽ hơn thì Phong hy vọng á, chương trình sẽ có những cái số sẽ tập trung vô những cái món ăn đường phố ở Việt Nam. Tại vì nó rất là hay. Rất là vui khi mà nhận những lời chúc từ hai bạn. Chúng tôi sẽ có những cái không phải ghi nhận mà chúng tôi sẽ cố gắng làm được cái điều đó, đúng không ạ? Yeah. Kèm theo đó là gửi lời chúc tốt đẹp đến hai bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19h thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn Chi Lứa Quán đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.